WeChat. WeChat tập trung vào việc phát triển công nghệ của riêng mình, lập chuỗi công khai dưới cùng và tương ứng với hệ sinh thái đó sẽ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng như vận hành dự án. Việc nghiên cứu và phát triển độc lập thế hệ thứ ba của kinh doanh chuỗi khối đã đạt đến cấp độ hàng đầu trong ngành. Với khả năng xử lý giao dịch hiệu suất cao, TPS trung bình 4.500 cộng cơ chế đồng thuận hiệu quả, DBOS cộng PBFT, động cơ mạnh mẽ và thông minh, hợp đồng Lua cộng WASM, cộng với khả năng kiểm soát phi tập trung của blockchain, WeChain sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực quan trọng của ngành, dọc với các dịch vụ cơ sở hạ tầng và giải pháp ngành. Hiện tại, với sự đầu tư không ngừng của đội ngũ vào nghiên cứu và phát triển, cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng các nhà phát triển và người dùng, nền tảng của WeChain đã liên tục được nâng cấp và tối ưu hóa. Một trong những nguồn gốc tài chính quan trọng của blockchain được phát triển bởi WeChain, stablecoin WUSD, được xây dựng trên lớp dưới cùng của chuỗi công khai, cũng đang nâng cao sức mạnh tổng hợp tiềm năng của sự phát triển kinh doanh phi tập trung. WeChains là ví di động WeChain, mục đích chính của nó là giúp người dùng, nhà đầu tư tiền kỹ thuật số, nhà phát triển blockchain và đối tác trong ngành dễ dàng quản lý tài sản kỹ thuật số và sử dụng tài chính phi tập trung và các ứng dụng khác nhau. WeChain là một công ty công nghệ sáng tạo tập trung vào việc phát triển và vận hành công nghệ chuỗi khối, chuỗi thương mại công cộng, chuỗi khối thế hệ thứ ba được WeChain tìm kiếm và phát triển một cách độc lập, đang ở cấp độ hàng đầu trong ngành. Với khả năng xử lý giao dịch hiệu suất cao, cơ chế đồng thuận hiệu quả, công cụ hợp đồng thông minh mạnh mẽ và khả năng quản lý nâng cấp blockchain, WeChain cung cấp các giải pháp ngành và cơ sở hạ tầng blockchain cấp doanh nghiệp. Bản đồ đường WeChain năm 2022, ngày 24 tháng 12 năm 2021, quý 1 năm 2022, thành lập quỹ từ thiện WeChain, bắt đầu WeChain World Cup trò chơi giao hữu, thử nghiệm và khởi chạy WeChainSwap, bắt đầu khai thác thanh khoản trong WeChainSwap, phát hành WeChain NFT và bắt đầu dự án NFT Marketplace, khởi động kế hoạch đầu tư Metaverse của tổ chức WeChain. Quý 2 năm 2022, sự kiện World Cup, sự trở lại vĩ đại, WeChain thành công với World Cup năm 2022, bắt đầu cuộc thi WeChain World Cup Paid, bắt đầu dự án WeChain World Cup Stars NFT, kết nối tài nguyên, bắt đầu phát triển ứng dụng WeChain World Cup Game Quiz cho thị trường toàn cầu, bắt đầu cuộc bầu cử WeChain World Cup Node quý 3 năm 2022, khởi động kế hoạch khuyến khích khóa học tổ chức WeChain, ra mắt kế hoạch ký hợp đồng với các siêu sao bóng đá trong ứng dụng câu đố trò chơi WeChain World Cup dành cho thị trường toàn cầu, khởi động kế hoạch xây dựng cộng đồng toàn cầu World Cup WeChain. Quý 4 năm 2022, ra mắt phiên bản thử nghiệm của WeChain World Cup Stars NFT Marketplace, ra mắt phiên bản thử nghiệm của ứng dụng WeChain World Cup Game Quiz cho thị trường toàn cầu. Ra mắt WeChain World Cup Stars NFT Marketplace, ra mắt ứng dụng WeChain World Cup Game Quiz cho thị trường toàn cầu, bắt đầu trò chơi WeChain World Cup Quiz trên thị trường toàn cầu. Năm 2023, bắt đầu phát triển WeChain Public Chain 4.0, bắt đầu phát triển ứng dụng giao dịch ngoại hối phi tập trung WeChain. Đội ngũ WeChain có nền tảng vững chắc gồm các chuyên gia có đầu óc kinh doanh hiệu quả cao, với đạo đức làm việc nhóm xuất sắc và thành tích đã được chứng minh trong nhiều dự án thuộc các ngành khác nhau. Hiện tại, sự tham gia của chúng tôi bao gồm sự kết hợp giữa tiến hành nghiên cứu công nghệ blockchain, phát triển ứng dụng và hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, với sự phát triển của WeChain và sự gia tăng thị phần ứng dụng, WeChain sẽ cố gắng bổ nhiệm tất cả các loại tài năng, quyết tâm phát triển và đóng góp cho hệ sinh thái.